di chuyển theo chương trình yêu cầu, mỗi đội phải di chuyển 10 loại phương tiện bí mật trong 10 phong bì niêm phong. Cứ 5 phút trôi qua, được mở một phong bì. Lưu ý, hai đội phải chụp hình với phương tiện đội mình đã di chuyển. Trong thời gian quy định, mỗi phương tiện hoàn thành được 1 điểm. Cứ về đích muộn 5 phút bị trừ 1 điểm. Không biết thực hiện được không, nhiệm vụ không? Khó nút quá. Nó chắc chắn sẽ khó, nhưng mà định nghĩa là cả hai đội là thực hiện được. Thời gian của kịch bản 3, 2, 1, bắt đầu! Chúng ta sẽ đi bằng motorbike. Dạ. Ôi đi. Đi, bus đi đâu mà. Anh ơi, xe này. Xe này có chạy qua chợ Thống Linh không anh? Thống Linh hả? Đây, đây, đây. This one, we can. This one, ask him. If he can do 1 meter. Có chỗ nào chạy xe nào chạy qua chợ Thống Linh không anh? Okay, we go inside, you do 1 meter, that's it, okay? Ask him to do 1 meter. Một mét à? Anh ơi, có. Anh vô giờ em với bạn này lên xe. Anh có thể chở em đi khoảng 1 phút. Một mét cũng được. Một mét được không anh? Một mét. Ok. Take the picture. Very far. Can see the bus. Cho mình đi lên. Hello, ai chạy xe ôm chút? Tụi con muốn qua chợ Thống Linh. Ngay chợ Thống Linh. Dạ. Ngay chợ luôn. Mà tụi con không có tiền nhiều, ít tiền lắm. Rất là ít tiền. Chỉ có mấy chục ngàn thôi. Thì chia ra thử coi nhóm đi được thì mấy chú chở cho đi. Bây giờ chú cho chở tụi con đi khoảng 5 cây số thôi. 5-6 cây số thôi. Chỗ nào mà có dễ đón xe nữa thì không đâu, đường đó là không có đường xe. Xe ta ôm với xe 7 chỗ với 15 chỗ là đi được thôi, chứ còn không có xe đò. Lấy anh 40.000 xe đó. Người hả? Người 20 thôi. Chú chở được không? Chở giùm con. Đi về lấy xăng con rồi đâu có lời được gì đó. Phá thì xăng rồi đâu có lời. Quay vô. 31 hết 5 phút. Cái nào mua gì? Này đi. Oh my god. Trời ơi. Đi bằng con trâu hả? Mà ở đây không có. Con trâu sao đi? Để có trâu không chú? Có trâu. Oh my god. Cô này không có trâu hả? Đây con đây có trâu hả? Đây có trâu. Ok. So. The pose. Ok. Ờ chị ơi, chị biết là có cái đò không? Dường đây có chỗ nào có cái đò không chị? Bến đò hả? Dạ. Cái đò này ở trong mấy đây có. Xe à? Xe lắm. Bao nhiêu phút? Bao nhiêu phút đi bộ? Cả cây số. Ủa? So far. Maybe we can go in the shop and go inside and we ask someone to push us. Hiểu không? Ask for the shop. Wait, we wait 5 minutes. I know. We can ask people, or can you ride me by motorbike if in this envelope riding motorbike? Ask before, like that. Anh chú chở tụi con 50.000 được không? Hai người 50.000 thôi đi xe phân phối, 20-50.000. Có giống như lần này không có lời gì lấy tiền sang thôi. Không có nói ha, 30.000 một xe rồi. Chạy giùm mà cho anh luôn á. Chụp hình đi, chụp hình với em tài giả cho. Hey girl, hey girl. Ok. Ok. Chụp hình với em trả tiền sớm nha không? Ok. Rồi, một, hai, ba. Quay, vô. Ok, thank you nhé. Dạ, cảm ơn chị. Có muốn chụp với bạn này không? Ok, đến chụp cho lên. Sao kì vậy? Sao chụp bóng thấy mà? Không thấy nè. Lại, nhanh lại. Again. Take again. Một, hai, ba. Ok. Okay. Rồi cảm ơn. Yeah. Rất đẹp. Yeah, đây. 60. Quá hơi đi. Quá đúng thì chơi không? Đi, let's go. Phương tiện tiếp theo là xe đạp.
qua chợ Thông Linh mình đi xe đạp. Oh yes. No. This is, we just take a picture. Yeah. Xuống. Chỗ nào mình biết chú biết gần đây chỗ nào bán xe đồ chơi không nhé? Xe đồ chơi. Đẹp, đẹp. Cô có thể cho xin chụp hình chiếc xe cô này. Đây là. Take me picture. Okay. 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 em không có ngồi thẳng lên đâu, em chỉ ngồi hờ đấy. Don't sit. Okay. Do một mét. From. Okay. Làm cho pin một hai ba. Qua Thông Linh thì nó có trâu được không chú? Do đó là trâu rồi. Yeah. Okay. First we have to do on this thing can we can do it this area, you know. Really? Maybe bicycle, maybe we can far away, but okay. Maybe we need a bicycle there, go when go far, there not bicycle there, you know, you understand? Okay, that's why we just wait okay, here. Theo là đi xe buýt. Oh no! Hey, hey, hey! Wait. Ở dưới chợ Thông Linh có xe buýt không? Không. Ok, thôi bây giờ quay lại là trở lại chợ Cầu Lạnh nãy. Tụi em sẽ đi xe buýt rồi anh là tụi em sẽ đi lên chiếc xe buýt trong vòng mấy phút thôi, tụi em sẽ đi từ anh tiếp xuống đây. Ok ha. Rồi ok. Đi xe ôm, đi xe ôm đi. Anh chú, gần đây có mình có chỗ nào có con bò này không? Xa cũng gần, gần ngay chỗ xa hơn chỗ thuyền không? Xa hơn? Gần hơn. Vậy là trên đường mình chạy ra thuyền, mình có thể ghé ngang chỗ này. Khác chỗ. Khác hướng hả? Ok. Đi được một phương tiện thì mới được một điểm. Bởi mình không thể nào bỏ qua phương tiện nào hết. Ok, rồi. Rồi chú chạy theo xe buýt cũng được nha. Dạ rồi. Theo xe buýt được. Đi chết, đi chết. Oh my god, I'm afraid. You show to the camera, okay? Okay. Oh! Oh! Con này cũng gần con kia chú. Oh. Trời ơi, di chuyển một con bò. Tám người đi bằng bò, đi bằng bò, bằng trâu, bằng xe đạp, xe buýt. Vô gần đây có chỗ nào đậu taxi không? Con muốn tới chụp hình với chiếc taxi. Tại sao muốn đi? Don't we just looking for a taxi and someone and take a picture like that? Yeah, but not now. If we don't open, we cannot take chụp in. No, I just want to go there first. Just stay there. What we do? We wait for Seom. We wait to open the Seom, okay? Bao nhiêu phút anh? Bao nhiêu phút? Trời ơi là quá. Ok rồi, chạy nha. Mọi người có ai đi xe buýt nào không? Lên xe đây nè, Hồng Ngữ nè. Xe chạy liền nè. Hồng Ngữ, Cao Lãnh Hồng Ngữ, 2 phút nữa xe chạy nha. Bác Tài ơi, mình đầy luôn rồi, đầy ghế rồi. Ok, xe chạy. Ồ nô, phương tiện tiếp theo là cái này sao mình đi? Oh my god. Ok. Xe đạp. Đây chỗ nào xe đạp chú? Ở đây. Yeah, đây. Xe đạp coi. Ok, làm 10 mét à. Xe đạp. Cho anh chạy khoảng 3 mét. Ok, đi. Forward. Ok. Anh Sơn có chạy theo mình không ta? Rồi xuống, anh xuống ở đây luôn. Xuống đây hả? Dạ. Rồi, lại chạm luôn. Đây. Rồi, ok. Rồi, cứ xuống cái trạm này nha. Ok, mình xuống cái trạm này. Okay.
Xe đáp. Mấy chú xe ôm của mình đâu ta? Hai cái chú xe ôm mình đâu? Em không biết à.